Chào anh. Giới thiệu với anh đây là Sơn, trợ lý an ninh của sếp. Cậu ơi, tự nhiên đau bụng quá. Chắc là chiều ăn nem chua rán vẫn âm ỉ. Trông thấy một tí nhá. Mời anh ngồi. Mời anh. Lấy đĩa trái cây và chai rượu cho anh tiếp khách. Anh nghe đây. Em vừa thấy Lão Tuất vào trong karaoke màu hồng với tay Tú. Em đang ở đâu? Em đang ở trong nhà vệ sinh gọi cho anh. Em trôn ký trong đấy, không lộ mặt ra. Tắt máy ngay đi nhá, để anh tính. Dạ vâng ạ. Nhìn anh Tuất, em cứ tưởng Việt Kiều châu Âu mới về. Thế anh xuống đây được lâu không? Mình đi công tác 1-2 hôm. Anh đi công tác hay còn muốn kết hợp việc gì nữa? Cũng có kết hợp thăm thằng con trai đang học ở đây. À, cháu mà nó học ở dưới này, cần gì anh cứ alo, tụi em lo hết. Xin cảm ơn các bạn. Anh ăn bữa cơm với tụi em nhé. Khuya rồi, thôi để mai anh tính. À, đúng rồi, cơm nước mai hãy tính. Bây giờ khuya rồi, để em tính. Alo. Alo anh à? Tình hình có vẻ nguy cấp. Lão Tuất đang ở Hà Nội và hiện tại đang ở quán karaoke cùng với tay Tú và Sơn Bạch Tuộc. Rồi con Yến đang ở đâu? Yến đang trốn kỹ trong nhà vệ sinh ạ. Nói nó trốn kỹ đi, tuyệt đối không được lộ mặt ra. Vâng. Báo cho Kẻ Lam biết. Sao anh? Báo tin cho Lam ngay ạ. Đúng rồi. Vâng. Ủa, phí bao nhiêu tin yêu anh em tao dành cho mày, tại sao mày lại hãm hại anh em tao? Ai sai khiến mày? Nói mau! Ai là người sai khiến mày hả con hồ ly tinh? Nói! Nói! Không nói, tao rạch mồm mày rộng đến tận mang tai bây giờ! Bắn chết nó đi, vứt xác xuống dưới kia! Được, em đến ngay, anh chờ em nhé.